Bạn muốn chơi một nhân vật D&D ngầu như Daddy Saint Yender trong phim Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, một hiệp sĩ chân chính trong bộ giáp sáng loáng, một vị anh hùng chính trực, sexy và quan trọng nhất là luôn luôn thẳng bước trên con đường của mình mặc chướng ngại vật? Đơn giản lắm. Khi tạo nhân vật, hãy chọn class Paladin. Class này vừa giỏi dùng vũ khí, vừa có thể dùng phép thuật để cường hóa các đòn đánh của mình. Tiếp đó, để hai điểm ability score cao nhất vào Strength, sức mạnh và Charisma, tạm dịch là tầm ảnh hưởng, sự uy tín và sự quyến rũ. Strength sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vũ khí thành thạo của nhân vật trong những cuộc chiến đẩy lùi ác quỷ, thây ma và những kẻ xấu. Còn Charisma sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng phép thuật, vì phép thuật của Paladin đến từ lòng tin vào chính nghĩa của họ. Và đương nhiên, Charisma cũng có thể dùng để thuyết phục mọi người hoàn lương trở lại con đường ngay thẳng. Từ level thấp, một Paladin đã không ngần ngại lao lên tiền tuyến, thu hút sự chú ý của kẻ địch khỏi đồng đội của mình và yểm năng lượng thiêng Divine Smite vào những đòn đánh của mình để gây sát thương chí mạng. Khi lên level cao, Paladin có thể triệu hồi tuấn mã cho bản thân mình. Họ còn có thể dùng bằng hào quang của mình để bảo vệ những đồng đội đứng cạnh khỏi những hiệu ứng ma thuật có hại. Và vậy là bạn đã có thể nhập vai Saint Yender trong Dungeons and Dragons.